Cảm ơn anh, xin trân trọng kính chào quý khán giả của đài SBTN. Một lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với show thiếu nhi do câu lạc bộ tình nghệ sĩ thực hiện. Kính thưa quý vị, một lần nữa tôi rất hân hạnh có sự hiện diện của cô Diệu Quyên cũng như là bé Evelyn sẽ cùng điều khiển chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh, mến chào chị Diệu Quyên và Evelyn, và mời chị và em gửi lời chào đến quý khán giả của đài SBTN. Dạ vâng, chị Quyên xin thân ái kính chào quý khán giả đang xem chương trình Thiếu Nhi Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, và chào Cao Minh Hưng và chào mọi người. MC chị Quyên rất là hồi hộp mỗi lần đứng kế bên là em Evelyn. Dạ, cô xin chào quý khán thính giả và các bạn đang xem đài SBTN. Cô xin chào cô, con xin chào thầy. Mình chào Evelyn và chị Diệu Quyên. Kính thưa quý vị, cách đây hơn gần 8 năm thì đúng hơn, cố nhạc sĩ Anh Bằng, cái mong ước của ông là ông muốn khuyến khích đào tạo thế hệ trẻ. Và với cái ước vọng này thì câu lạc bộ tình nghệ sĩ rất hân hạnh có sự góp tay của một số anh chị trong câu lạc bộ tình nghệ sĩ thực hiện chương trình đào tạo và phát triển tài năng trẻ. Và gần đây chúng tôi phải nói là cảm ơn ban giám đốc của đài, chị Diệu Quyên, anh Trúc Hồ đã mời câu lạc bộ tình nghệ sĩ đến để cộng tác trong chương trình này. Thì đây là một cái dịp để các em có thể thi thố tài năng. Và như cảm ơn có thưa trong những chương trình trước đây, đây là cái chương trình do câu lạc bộ tình nghệ sĩ thực hiện. Tuy nhiên, nếu quý vị theo dõi chương trình này mà chúng tôi đã nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị, nếu quý vị có những con em muốn mang các em đến sau này để trình diễn, thì chúng tôi xin quý vị có thể liên lạc với Cao Minh Hưng, số điện thoại là 714-403-9315. Thì ngay sau đây thì mời Evelyn, ngày hôm nay con sẽ chọn một nhạc phẩm để gửi đến quý vị, phải không? Dạ, kính thưa quý khán thính giả và các bạn đang xem đài SBTN, con tên Evelyn Minh Tuyết Vũ. Sau đây con xin hát bài Hoa Cài Mái Tóc của nhạc sĩ Thông Đạt với phần phụ diễn của các em trong thiếu nhi câu lạc bộ tình nghệ sĩ. Việt Nam mang ngời sáng quân, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ nhạc nhòa đôi mắt long lanh, nghe tiếng con vẫn còn ngày xanh. Một cành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua khoảng đường dài. Về thành đô anh may áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Xin em đừng qua dùng có hoa, xin em đừng đến như
Kính thưa quý vị, trở lại với chương trình ngày hôm nay, một trong những MC mà chị Quyên cũng đã được làm việc trước đây, em Hillary Hà Nguyễn. Cô muốn hỏi em là đã hát, rồi em trình diễn những nhạc phẩm tiếng Việt và bây giờ làm MC cho phần thiếu nhi câu lạc bộ tình nghệ sĩ, thì cảm tưởng của em như thế nào? Dạ thưa cô, thì em rất thích làm MC tại vì được học hỏi thêm về cách nói tiếng Việt trên sân khấu và được góp phần điều khiển chương trình cho show và hiểu biết thêm về những bài hát. Khi mà em nói là làm MC như vậy thì em giới thiệu cái bài hát, em có biết cái nội dung của từng bài hát hay không, hoặc là những ca sĩ hoặc là nhạc sĩ viết lên những nhạc phẩm đó, ai là cái người soạn những cái bài đó cho em? Dạ thưa cô, ba đã giúp em làm những điều đó. Thưa quý vị, Hillary có một người cha mà Dự Khuyên thấy rất là khâm phục, vì mỗi lần mà Hillary đi đâu trình diễn ca nhạc đều có ba đi xem và ba đưa tới tận nơi và ba lo lắng đầy đủ cho em. Cái này là cái công gọi là rất là công khó của ba lo cho em trong những tháng ngày vừa qua. Mà Dự Khuyên biết Hillary từ lúc mà em chắc còn bao nhiêu đây mà bây giờ lớn hơn cô rồi. Thưa quý vị, cảm ơn ba, gửi một lời tới cảm ơn ba đi. Cảm ơn ba. Và nhạc phẩm kế tiếp thì em sẽ trình bày giới thiệu như thế nào? Dạ, nhạc phẩm Khúc Hát Ân Tình của nhạc sĩ Xuân Tiên được sáng tác năm 1954 để kêu gọi lòng tương thân tương ái của toàn dân miền Bắc và Nam. Và hôm nay thì Thuận Thiên sẽ dùng lời bài hát này để bày tỏ lòng ước mong sự đoàn kết của người Việt Nam trên toàn thế giới và tại Hoa Kỳ để cùng nhau làm cho Việt Nam có tự do, nhân quyền và dân chủ. Xin mời quý vị thưởng thức tiếng hát của Thuận Thiên.
Dạ, và các bạn đang xem đài SBTN TV. Chị Hillary ơi, chị có vui và nghĩ thế nào lúc tham gia thiếu nhi câu lạc bộ tình nghệ sĩ? Thì chị rất vui tại vì được học hỏi thêm về những bài hát Việt Nam và được sinh hoạt chung với các em. Vậy em có tham gia được thiếu nhi câu lạc bộ tình nghệ sĩ bao lâu rồi và em thích không? Dạ, chị và em thì tham gia thiếu nhi câu lạc bộ tình nghệ sĩ qua một năm rồi. Em rất thích tại em được học nhiều tiếng Việt và em được gặp nhiều bạn luôn. Sau đây, nhạc sĩ Lam Phương đã viết bài Đường về quê hương để nhớ lòng thương nhớ về quê hương, nhớ đồng lúa vàng, nhớ hàng tre xanh, nhớ bờ biển đã trải dài khắp nước Việt Nam và nhất là nhớ những kỷ niệm khó quên với bản thân và những người yêu mến. Xin mời quý vị thưởng thức tiếng hát của Thục Nghi. Đến bao giờ trở về Việt Nam, thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chị yêu quan. Đường mòn quanh có ôm chân hàng tre thắm, nghe gió chiều nhẹ đưa. Nếu bao giờ ta được nhìn ta trong niềm vui phố xưa. Cô em đôi mắt nước mắt sầu chia ly ra một đón anh về. Rừng sâu ơi ra vùng sói đá thương tiếng một thời qua. Nếu mai này muốn lòng nở hoa ta lìa đất mới trong niềm vui chứa chan quê hương nhiều dấu với con đường thanh thang thương vầng đón ta về. Thank you.
lạc vào rừng sâu vẫn đã thương tiếng một thời qua. Nếu mai này muôn lòng nở hoa, ta lìa đất mới trong niềm vui chứa chan. Quê hương yêu dấu với con đường thanh thang, hình đừng đón ta về. Kính thưa quý khán thính giả và các bạn đang xem đài SBTN TV, gió cũng theo chiều xuống qua bao đồi nương, nắng ngủ trên ngàn lá khi ánh chiều buồn. Sau đây tiếng hát thật dễ thương của bạn Kaylin sẽ đưa chúng ta về miền cao nguyên qua nhạc phẩm Chiều Lên Bản Thượng của nhạc sĩ Lê Yên. Bên nhành lá dù âm về đâu nghe khơi bao niềm yêu thương về mình cô liêu bên nắng sương dần chiều. Hoa ơi ta ca bên rừng sâu bên nhau và kề vai trong tay ly rượu ấm nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong manh lanh rừng xanh bên thác uốn gần. Đây hôm nào nghe đời thôi thương đau mong ngày sao rừng xanh thắm màu khói sâm vung đồi núi lạnh chậm chiều sương thắm thắng trong làn khói mong ai rừng tranh thắm thì còn một mơ ơi rừng đời hoang sơ tôi vẫn còn ghi nhớ nhớ biết bao hiền bóng không bao giờ phai nhớ tiếng khen chiều ấy nhớ danh oai ngồi đây khi chiều nó gọi ta bên bắn sương đợi chờ. Cảm ơn quý vị khán giả của đài SBTN đã theo dõi chương trình Show Thiếu Nhi ngày hôm nay. Rất tiếc là thời lượng của chương trình đã hết rồi, thì nay chúng ta không có thời gian để trình diễn nữa, mà chắc chắn chúng ta sẽ trở lại trong những Show Thiếu Nhi trong những tuần tới. Nơi đây thì mời cô Diệu Quyên, Hillary cũng như là Evelyn gửi lời chúng ta chia tay quý vị khán giả.
Dạ vâng, thì trước hết thì quý vị cũng đã biết là Quyến nói là ngay từ đầu rất là hồi hộp khi mà đứng kế bên Evelyn để làm MC. Mà thưa quý vị, tại vì lý do là nếu mà làm với anh Cao Minh Hưng mà chị Quyến có sai đó thì cũng không mắc cỡ lắm. Mà nếu mà làm với Evelyn mà tự nhiên cô nói sai, con nói đúng thì rất là quê thưa quý vị. Nhưng mà ngày hôm nay thì con thấy cô làm được không? Dạ con thấy cô làm giỏi lắm. Cô thấy con làm giỏi hơn cô nữa. Chúc cảm ơn con và chúc mừng cho câu lạc bộ tình nghệ sĩ thiếu nhi đã đào tạo được những em nói hay, múa đẹp và còn hát giỏi nữa. Thì cảm ơn cái câu này, cảm ơn Cao Minh Hưng rất nhiều. Cảm ơn chị Hillary và Evelyn. Dạ xin cảm ơn quý vị đã xem đài SBTN và hẹn gặp quý vị lần sau. Dạ con xin chào tạm biệt quý khán thính giả và các bạn. Hẹn gặp các bạn show sau. Một lần nữa tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và mọi ý kiến đóng góp cho chương trình quý vị có thể gọi cho Cao Minh Hưng số điện thoại là 714-403-9315 hoặc là vào trang website câu lạc bộ tình nghệ sĩ.com. Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị và xin hẹn quý vị trong show thiếu nhi tuần sau.